cả một buổi tối mình đi ra bờ kè trong chợ gạo, mình ăn lẩu rồi chơi rồi mình quay xà lan cho thật giả xem nha. Thì tối mà ở đây nhà có cái bóng ở cầu cho nên mình mới quay được, quay xà lan cho khán giả xem. Đây có một chiếc tàu, quay xà lan ban đêm ban tối. Mà mình để đó ăn mới ngon. Chưa có chở hàng quá gì hết á, chạy về hướng Dạp Kỳ Hôn. Chắc ghe này chắc đi bán hàng ở thành phố rồi, giờ chạy về ngủ rồi, giờ ban đêm rồi, đâu còn chở gì nữa. Bên bờ kè sông Chợ Gạo, bờ kè mé bển là có xe taxi chạy nè, dạ nè, tối chạy nhìn rất là đẹp. Có một chiếc ghe chạy rất là nhanh khán giả, chạy chở gì chạy thật nhanh. Tối mình cũng thấy ở đây có chiếc xà lan Cầu Rạch Miễu.